nhỏ má quý vị ơi. Chắc có lẽ là hiện tại các chị chúng ta cũng đang rất là nóng lòng để chào đón tác phẩm tiếp theo. Và ngay bây giờ em sẽ được công bố sản phẩm tiếp theo, nó tên Hải Châu Đổ. Có giá khởi điểm không đồng bằng và lại thêm một tác phẩm không đồng để tặng đến tất cả quý chị em mình. Những cái tác phẩm không đồng ngày hôm nay phải nói là mình đánh giá rất cao, và đây cũng là một tác phẩm đương nhiên và cũng khá là ấn tượng như quý chị em. Cây rất già và đẹp, từ một cây đang cho hoa, dòng này thì cái lá nó và hoa rất đẹp quý chị em. Thì một cái cây phải cho nguyên đi nữa mà để có cái độ sành, độ sống và độ đẹp như thế này cũng không hề đơn giản. Và cũng xin mời cánh tay đầu tiên, mời anh Vương, mời anh Vương chúng ta trước. Xin cảm ơn MC Cảnh. Vương xin đấu tác phẩm này giá 5 triệu. 5 triệu đến từ anh Vương. Tác phẩm là 12 triệu. Mấy triệu? Mấy triệu? Nhà Vương Quang Thiện 7 triệu ạ. 12 triệu rồi ạ. Anh ơi, cho em xin được mức giá của anh đưa ra. 13 triệu. 13 triệu đến từ anh Út. 17 triệu. Anh tên gì và đến từ đơn vị nào? Anh Chiến Hoài Ân đưa ra mức giá 17 triệu ạ. Anh Chiến Hoài Ân quyết định giữ tác phẩm này. Và bây giờ cây này, bây giờ mới bắt đầu cuộc chơi với quý chị em mình đánh giá cái này rất đẹp. Một cái cây huyền mà nó ké mà nó già như thế này. Anh em mình đúng là không thể sót những cây đẹp và bắt những anh em nghệ nhân mà có mặt cùng ngày hôm nay. Một tác phẩm Hải Châu mini, dòng lá rất đẹp, cây ké rất già như thế này. Và đang nằm trong một chiếc cầu mà khá là xịn. Và hiện tại tác phẩm Hải Châu Đổ đã có giá 17 triệu ạ. Và bên trên này các anh chúng ta nắm xong rồi thì có thể đẩy tác phẩm của mình xuống sát hơn bên dưới để cho tất cả quý vị khách quý chúng ta có thể nhìn kỹ hơn tác phẩm này để đưa ra những mức giá hợp lý hơn ạ. Đặc biệt là những cây huyền có những cái đường co, cây thiên nhiên quý vị em, mà có những cái đường co gấp khúc như thế này thì mình di chuyển ra phía trước luôn đi ạ. Đi vòng tròn đấy. Tác phẩm Hải Châu Đổ hiện tại đang có giá 17 triệu đấy ạ. Mình di chuyển ra bên ngoài đó một chút xíu là đi ạ. Nhà tiên người Tường Duy trả mức giá cho cây Hải Châu Đổ đây là 20 triệu. Một tràng pháo tay cho quý vị. Hay quá thôi. 20 triệu. Quá tuyệt vời. Không hả? 20 triệu đến từ nhà hàng Tiệc Cưới Tường Duy. Dạ, mình có thể nhảy cây này xuống bên dưới một chút xíu nữa đi ạ, để cho những vị khách ở bên dưới có thể chiêm ngửi một cách kỹ hơn. Cây bé những cái lọc đổ nói quá đẹp nhiều quý chị em. 20 triệu đến từ nhà hàng Tiệc Cưới Tường Duy. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Dạ, không biết là ở bên dưới chúng ta những cánh tay đâu rồi ạ? Mình sẽ cho thêm những mức giá nào để cho chương trình và để cho khán phòng nóng hơn đi quý vị? Và tác phẩm Hải Châu Đổ có giá 20 triệu lần thứ nhất. Nhỏ mà nó bỏ ai xin lên đây. Có chung niềm đam mê cây cảnh thì chúng ta có thể tự nhìn thấy tác phẩm này xuất sắc như thế nào rồi đúng không ạ? Đang có mức giá là
20 triệu đến từ nhà hàng Tường Duy. Và còn anh em nào đưa ra mức giá cao này không hơn không ạ? Chúng ta xin đưa các khoản này về và chúng ta đếm ngược. 10 9 8 Còn ai không ạ? Cơ hội ạ? 7 Cho thì con số cơ cùng ạ? 6 Cơ hội để thay đổi mức giá và sở hữu tác phẩm đặc sắc này ạ? 4 3 duyên dáng nha quý chị em. Và bây giờ thì xin mời chủ nhân của tác phẩm xin được mời chủ nhân của tác phẩm, đó là Trần Tấn, sẽ lên trao cho chủ nhà hàng tiệc cưới Tường Duy với cây hải châu đổ có giá 20 triệu đồng ạ. Trân trọng kính mời. Và một lần nữa chúng ta dành tặng thơ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị. Quá đẹp đúng không ạ? Rồi, bên đây, đúng rồi.